tôi gì hết, không đưa cái mảnh mảnh giấy hoặc là gói quà gì cả. Thì tôi đề nghị nghiêm chỉnh xong là hết cái phần của tôi. Bây giờ những người khác có thể có ý kiến khác thì xin mời anh nghe, rồi anh cho trả lời luôn. Được, bác đã trình bày rồi, đúng không ạ? Chúng tôi có giấy tờ cả đây. Vâng, bây giờ bác đã nói thế. Là cái trường hợp thì bây giờ bác nói rồi thì các anh ấy cứ đứng ra ngoài đã, để phải giải quyết từng người một. Chứ tất cả ví dụ như binh nhiều các bác chẳng hạn, mỗi người một ý kiến, thì với cá nhân như cháu là chẳng hạn ra để cũng phải nghe và truyền lại cấp có chỉ huy. Chứ bác bảo là tự nhiên là... Bây giờ tôi hỏi anh, bây giờ bác này ý kiến xong, anh lại vào truyền đạt lại cấp chỉ huy, lát là chỉ huy có ý kiến ra nói chuyện bác này, xong lại đến người thứ hai, có phải không ạ? Ý anh là thế gì? Phải từ từ. À, tất nhiên là từ từ. Chúng tôi biết từ từ rồi. Chúng tôi có nói gì đâu? Lúc này thì bác nói là chúng tôi im. Chúng tôi có ý kiến này này. Chúng tôi đến đây đến một cơ quan là của công an đúng không? Anh là công an đúng không? Cái thứ nhất là anh làm việc với dân ấy, anh không giơ tay giơ chân như thế. Bộ tuổi người ta bằng đáng tuổi bố anh. Mà đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép, anh hiểu chưa? Anh bỏ cái tay xuống. Anh không được vung tay vung chân khi nói với dân. Anh hiểu cái điều lệnh đấy chưa? Đã biết được cái điều tối thiểu đấy chưa? Anh đã biết cái điều đấy chưa? Các anh đứng anh ngoài để bỏ tay xuống, không có chuyện vung tay vung chân. Anh yêu cầu chúng ta việc gì chúng tôi đáp ứng. Còn một cái việc thứ hai ấy, là chúng tôi có một cái yêu cầu là những người anh em ở đây, chúng tôi đến đây, chúng tôi muốn gặp được cô Bùi Hằng là một công dân, chưa còn bản án nào thước quyền công dân của cô ta cả. Và là bạn bè chúng tôi từ lâu không được gặp, bây giờ chúng tôi đến đây yêu cầu chúng tôi được gặp. Anh đồng ý chưa? Được chưa? Anh giải quyết. Nhất. Bây giờ tôi hỏi anh có giải quyết được điều đó không? Hay là anh phải trình một cấp nào chỉ huy? Đề nghị anh trình báo về cho chúng tôi đã. Đơn giản vậy thôi. Rồi nghe bác và anh nói vậy. Thứ nhất, riêng cá nhân tôi không giải quyết được. Không giải quyết, đề nghị anh cấp nào giải quyết được anh đề nghị. Thì tôi phải vào thông báo. Đấy, báo là rồi. Đấy, thấy được chưa ạ? Dạ. Rất rõ quan điểm. Nếu mà trước tán khi tôi vào, rồi thì ông vào đi. Báo thì mời các anh đứng ngoài đã. Chúng tôi đứng đây để chờ cho đứng ngoài, không phải chờ anh. Chúng tôi đứng đây là tốt cho anh rồi. Không, làm sao anh lại phải đuổi chúng tôi ra ngoài? Chúng tôi đang đứng đây đang không chờ anh thì chúng tôi trả lời. Nhưng mà mời các anh không à? Anh mời thì tôi mời vào trong, chúng ai mời ra ngoài đường cả. Dạ. Không có ai mời ra ngoài đường. Anh có thể bảo ai mời người ta ra mời ra ngoài đường thay cho ngoài đường không? Bởi vì trước cái là cùng chúng nhất. Tôi hỏi anh là đã có thấy ai là mời thay cho ngoài đường chưa? Tôi chưa biết anh là ai. Anh nếu cần xem giấy tờ chúng tôi bảo chúng tôi có giấy tờ không? Chúng tôi là công dân. Chúng tôi là công dân cơ quan công quyền. Báo cáo lại. Anh vào báo cáo đi. Anh cứ báo cáo. Anh cứ báo cáo đi. Báo cáo mà. Chúng tôi sẽ chờ anh ở đây để cho anh báo cáo xong. Được chưa? Có số công dân muốn chúng tôi công dân gặp được. Bởi vì anh không có quyền giải quyết thì anh cứ vào báo cáo đi chúng tôi chờ. Rồi bác đã quan điểm bác là muốn gặp chị Bùi Hằng. Anh cũng gặp. Chúng tôi tất cả đây hầu như mọi người đều như thế. Thứ nhất để nói luôn, nhất là cháu không có thẩm quyền ở cái việc này thì anh phải và cháu phải báo cáo anh lại. Anh vào báo cáo đi. Vâng. Anh vào báo cáo đi. Trước khi vào báo cáo xin các bác anh đứng thôi đứng chờ đấy. Sang bên này không đứng được. Sang bên này được. Ví dụ các bác đứng đây thì những người khác đến thăm gặp người ta đi ở chỗ nào ạ? Chúng tôi sẽ đứng đó chỗ để không đi hướng được vào đây. Các bác hỏi anh bàn tiếp dân ở đâu? Vậy thì cái bàn tiếp dân ở đây chỗ nào? Bao nhiêu phòng khách quạt rồi? Chúng ta đứng sang đây. Bây giờ tôi hỏi anh. Ở đây còn có chỗ để tiếp dân. Có bàn tiếp dân không? Đấy, ông phải đưa vào tôi vào cái tiếp dân. Tôi chú anh đây đã, tôi vào để báo cáo đã. Chẳng lẽ anh không là dân chúng ta có gì? Người. Thì anh phải... Đến đây anh có quyền hỏi giấy tờ mà chúng tôi có thể trình bày với anh đây để anh... Bây giờ tôi vào tôi báo cáo là anh vào là có cái anh... Muốn là bảo đi, chúng tôi không chẳng được. Nóng lắm. Anh vào chị vào đây. Báo có... Anh là bảo đi, anh bảo đi phải mình nên như thế là tốt chứ không cứ làm căng cái chuyện này. Thì còn đối với chúng tôi là công dân và còn cái việc và bác thôi anh ơi. Và anh có nói là bảo gặp thì tôi không có thẩm quyền. Anh có thẩm quyền thì có người có thẩm quyền. Thôi mình đứng như bên này cho đỡ tránh cửa. Chúng ta cứ đứng tránh hết cửa ra. Anh em chú bà đứng em đứng đây. Ở đây như một hát đi đấy bình tĩnh. Đâu có đó, chứ làm gì có cái chuyện là mày đuổi dứt ra đường. Chỉ riêng một cái việc mời đây ra đây chả có vấn đề gì. Sao còn chuyện là đuổi dân nó được? Đuổi vào. Hỏi khách ông nhà ấy đuổi dân nó được. Mời vào và đuổi ra. Không có mời chúng ta. Chúng ta vào uống nước. Đuổi vào thì chuyện uống nước ta đây cần sống. Các anh đang bảo trả lời. Chúng ta nói cái vấn đề là lịch sự tối thiểu. Cho các bản dân. Mời vào và đuổi ra. Chứ là sao mà nó đang chết. Cái này mình cứ còn cào. Ông đi rồi. Ông ngồi đi. 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 Ông ngồ
khách đến nếu như không được vào phòng khách thì ít nhất còn đứng đây chờ. Sao đuổi người ta được tí? Cứ làm như là mình quyền hành trong tay, muốn làm gì thì làm. Thì là anh kia này mời ra lúc nào muốn mời vào lúc nào cứ phải mở mà từ hai cái khách cũng không khách cái thôi anh vừa rồi có trao đổi đó nên là nhất là chị Bùi đến là chị bác là không có danh sách là người được gặp. Đấy, quan điểm của theo quy định nào? Thứ nhất, những người thăm gặp là phải có cái danh sách những người thân nhân, anh cứ nói xong rồi, ví dụ như bố mẹ anh chị ông rồi cho anh đấy, và các anh đã giải thích. Vậy thì những người không có người bác là ai cả, các bác không phải thông cảm, đấy là truyền hiện tại ý kiến là như vậy. Đấy thì các anh, tôi xin thưa lại với anh như thế này, chúng tôi vẫn còn giờ đến đây được với anh. Vâng. Nhưng mà tôi thấy trả lời đấy không ổn, nó như thế này. Bác cứ nói đi ạ. Cái quy chế của các anh, nó không thỏa đáng. Bởi vì sao? Đó, con cái thì có danh sách đi thăm nuôi chúng tôi là người trong xã hội. Thăm nuôi? Biết làm, có phải là thăm nuôi nó mà có sổ, đó là một cái thứ nhất. Cái là dứt điểm là như thế. Cái thứ hai là gì? Đây thì mỗi người đều có quan hệ riêng cả, chứ không phải là ai có quan hệ gì. Như tôi là thầy học của Bùi Minh Hằng từ hồi học cấp 2. Bây giờ nghe bảo bị cải tạo ở đây, hiểu là bị bắt ở đây, bị bắt là nháy là không đúng. Thì chỉ muốn xin thăm, mà xin anh nói với em Phú Thanh là tôi chỉ xin đứng ở đây cách năm thước có sự hiện diện của các anh. Nếu nói cái gì lao lêu sai pháp luật, bắt luôn cả tôi. Anh trình bày lại tức là cái mong muốn không còn phải là thì... thăm nuôi như cái cách bọn anh ở đây, mà chỉ là hiểu nhầm là sao nhìn... mà tôi có thể thăm nuôi được mà tôi có trách nhiệm gì mà thăm nuôi. Xin giải thích lại với bác là và thỉnh thì lại đi, có khi bác họ cho đấy không thuộc đối tượng thăm chị Bùi Minh Hằng thì công đi ra những cái đó là sai, công đi ra những cái đó là thứ nhất là nên mình nhưng anh không được gặp có thế thôi ạ. Ai bảo không được gặp, anh đưa cái lý do nào ra lệnh đấy, lý do gì không được gặp, anh đưa quy định chặt quy định nào, chính là chúng tôi mời vào có cái chính công lại bảo với chúng tôi là nên giáo dục chị. Chúng tôi không có danh sách thăm nuôi chắc chắn thế, không nhưng không có cái quy định nào bảo chúng tôi không được gặp. Bởi vì là cái thứ nhất là những người mà chúng tôi gặp không mất quyền công dân, và chúng tôi là những công dân đàng hoàng. Chúng tôi có quyền gặp. Anh biết là cái công dân là có quyền tự do. Năm 22 năm của Vũ Ông Khanh Tý đang bị luật sư truy nã, chưa trả lời công luận. Anh có biết không? Chính vì thế là cái quyết định mà năm 22 năm của Vũ Ông Khanh Tý đang thực hiện, các anh đang thực hiện cái quyết định đấy, đang vi phạm pháp luật, và luật sư người ta còn đang muốn truy nã Vũ Ông Khanh. Thông báo các bác anh. Tức là vừa rồi đã trả lời các bác anh rồi, thì chị Nguyễn Thị Minh Hằng là các bác là xin gặp và các anh đúng không ạ? Và yêu cầu gặp không phải xin được. Vâng, yêu cầu gặp chị Nguyễn Thị Minh Hằng. Báo cáo lại các bác anh là các bác anh Bùi Thị Minh Hằng. Vâng, các bác với các anh là không làm trong danh sách chăm nuôi của tôi, đúng rồi, không phải là không có danh sách chăm nuôi được chăm nuôi được, bởi vì nếu cần lập cái danh sách chính chúng tôi nghe rõ anh ấy rồi. Bây giờ tất nhiên là các anh không mời ra thì chúng tôi không thể thăm được, nhưng mà chúng tôi có lý của chúng tôi là dân, mà anh nên đứng trên quan điểm của dân một tí, bởi vì các anh làm như thế thì chỉ nói là những người trong trại thôi, nhưng tất cả là chúng tôi đã bàn dân thiên hạ đây, thế nghe không hợp lý. Chúng tôi chỉ đến đi thăm con người bình thường với nhau. Tại giả dụ như tôi xin nói thật với anh, nếu anh có người nhà như thế mà không cho anh vào thăm mấy bác anh, đây là sai cái quy định của cơ sở giáo dục. Được rồi, quy định cho tôi xem. Còn không phải tự chúng cháu đặt ra là gặp được, và tự chúng cháu đặt ra không gặp được. Cho xin xem quy định thôi. Bây giờ thế này nha, ông sĩ quan nha, tôi nói với ông thế này. Cái thứ nhất ý, chúng tôi là không thăm nuôi, chúng tôi là công dân, chúng tôi có quyền công dân. Chúng tôi muốn gặp một công dân khác cũng đang có quyền công dân là chị Bùi Thị Minh Hằng, chị đang ở đây. Đúng là như thế. Hai bên giá dụ như tôi vẫn công quyền công dân đều cũng cho vào được. Chúng tôi không thuộc đối tượng nào cả, chúng tôi là công dân, hoàn toàn có quyền tự do, và công dân có quyền được gặp nhau. Còn nếu như là tội phạm, chúng tôi có thể gặp, có những quy định chế đối với tội phạm. Chế độ nhà tù. Còn đây
là một công dân chưa mất quyền công dân, và chúng tôi có quyền gặp công dân. Chúng tôi có quyền, chúng tôi là công dân nên chúng tôi có những cái quyền là đi bất cứ đi tù đâu mà cấm bất cứ đâu, đến bất cứ chỗ nào và gặp bất cứ ai không cấm. Có quyền công dân. Đã trao đổi cái bác các anh. Thế bây giờ ấy, thì bây giờ thế này này, anh Cường này không có quyền giải quyết việc. Bây giờ anh Cường không có quyền và anh bảo rằng anh vào báo cáo thì đề nghị anh vào báo cáo là chỉ huy. Còn nếu anh bảo anh không có quyền và anh chỉ giải thích như vậy, chúng tôi không nghe và đề nghị anh mời chỉ huy ra đây giải thích chúng tôi nghe. Có lẽ là nên chỉ huy thật người nào có trách nhiệm ở đây. Người ta hiểu hơn chứ anh cứ bám với cái quan điểm đấy không ổn tí nào cả. Bây giờ đề nghị này. Đề nghị anh vào đi. Nói với chỉ huy là người nào có trách nhiệm ra đây chúng tôi. Em sẽ chờ đấy. Mà việc đơn giản vô cùng, tại sao anh lại làm? Không không, người đây là không phải thuộc trách nhiệm của anh, anh này chẳng qua là mõ thôi. Mõ tức là người yêu cầu anh nói. Tôi nói có sai không? Như mõ tức là cái người phát ngôn thôi. Không, anh nói. Anh không có quyền. Không đúng từ điển. Tôi hỏi mọi người này có đúng không? Đúng. Cái mõ là cái người phát ngôn thôi. Chứ còn anh vừa anh bảo có quyền đúng không? Có quyền không có gì. Có quyền có trách nhiệm thì anh chỉ có người nói, cho nên chúng tôi không trao đổi nội dung với anh. Anh nhớ anh đi trước hết. Vâng. Đấy, anh phải giải quyết. Tôi sẽ vào trao đổi lại. Vâng. Là trong quá trình trời thôi mời các bác mời vào nhà gì đang đứng đây ra ngoài ông đứng chỗ nào mời ra ngoài mời ra ngoài được anh vào ra anh mời ra ngoài ông thử vào đây mời vào thôi làm một lần coi cơ quan của chính phủ người ta một cơ quan này là tiền của dân bỏ ra nó là tiền của chúng tôi đúng đúng bỏ ra làm ra đây anh không đuổi chúng ta ra phải đi lương của chúng tôi trả để xây cái nhà tù này đấy chứ không phải nhà chứ không phải là của anh nên anh không đuổi chúng tôi phải là của anh chỗ này là đất anh đi vào đây vào nói với chỉ huy đi chỉ huy đi làm việc của một người các bác không bác nào cũng nói bác nào cũng ra thì nghe anh bảo là anh không đủ thẩm quyền anh cứ mời chỉ huy chờ đây giải quyết một cách nhẹ nhàng chúng tôi chờ chuyện này không có cái gì mà căng thẳng cả chuyện này chẳng có gì căng thẳng lên nhiều khi anh đấy cơ quan mà bây giờ là đấy cơ quan đây này xe máy đây này phóng đây này đèo này có luật lệ gì đâu cơ quan đây chờ chúng tôi là trình bày để hai bác không được rồi để báo với anh báo cáo được anh có đứng từng ngay chúng tôi không báo cáo thôi các bác chúng tôi đến xin gặp các anh được chưa thứ nhất là vừa nãy tôi vào đã trao đổi lại các anh trong các cấp của chỉ huy hết tôi xin truyền đạt lại chỉ huy là ai đây anh tên chỉ huy anh là tên gì thì anh vào mời chỉ huy ra cơ mà vâng thứ nhất chỉ huy anh tên gì thứ nhất là các bác không thuộc đối tượng là được thăm thân đơn chị Hằng đối tượng nào Bùi Thị Minh Hằng Bùi Thị Minh Hằng hay là chị Hằng những ai được gặp đã được quy định trong nội quy của cơ sở và nội quy cơ sở có được tái pháp luật không tôi chỉ biết giải thích cho các anh như vậy còn anh chỉ biết giải thích với anh còn các anh cố tình không ra khỏi đất cơ quan đất an ninh quốc phòng bán đấy thì bán cũng vậy cứ chế hả chúng tôi cho hết vào đây mời các anh ra ngoài được là các anh sẽ bắt hết vào trong đấy chúng tôi ở chung với chị Hằng chúng tôi là công dân đang đến đây làm việc yêu cầu không có gây rối gì hết yêu cầu được làm việc tôi đã truyền đạt lại toàn bộ cho các bác và chúng ta yêu cầu được làm việc với chỉ huy tên gì anh nói rõ cho anh không thể chạy vào cái chạy ra bảo chỉ huy là người nào có bậc gì các bác tôi xin nói anh một bây giờ như này trước hết tôi xin nói với anh là ở cái cơ sở của anh nhé không được thì tôi không thấy cả cái bảng gọi là không có nhiệm vụ không vào đó là một trong những vấn đề nhé cái thứ hai là không hề có một cái chỉ báo gì ở đây là cái chủ quốc phòng cả nhé anh đừng có dơ cái việc quốc phòng của các báo cáo các bác đâu là không người hề có gì cả việc thật đã ra giải thích với các bác mà các bác bảo là lại không có biển thì cái biển nào bằng con người thật không người thật là người thật chứ giải quyết bình tĩnh anh đang giải thích sai pháp luật và sai kể cả những cái việc mà các bác vẫn bảo là đứng
không chịu ra cái khu ngoài. Chúng tôi đề nghị chứ chúng tôi không phải là không chịu nhá. Làm việc mà đề nghị kiểu là không chịu nhá. Đứng ở đây, đứng ở đây, đứng ở đây là anh có bất bộ, bất gì không? Không, anh giải thích. Anh làm việc không đúng thì anh không thể ép buộc người khác được. Thấy chưa? Báo cáo với anh là các anh không thuộc. Anh nói cái câu nói rồi, không nói lại cái đó. Câu khác nữa, câu đấy là chúng tôi không nhận, nghe chúng rồi. Tôi không thuộc, không có giá trị tham nuôi. Vâng, chúng tôi gặp công dân thì chúng tôi không có tiền, không có khả năng tài chính để tham nuôi. Chúng tôi là gặp công dân. Chúng tôi là công dân, xin đề nghị gặp công dân. Thế thôi. Thế thôi. Công dân chúng tôi đang ở trong này. Giáo sư đã nói. Nhưng các bác, các anh, anh đưa ra đây một cái lệnh gặp diện tham nuôi. Vì sao? Cái mồm nữa được. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Anh bảo là nội quy cơ sở, anh đưa nội quy cơ sở quy định chỗ nào đúng pháp luật hay sai pháp luật không được gặp. Lý do nó phải có lý do. Thứ nhất là chị Nguyễn Thị Minh, Bùi Thị Minh Hằng đã có quyết định đưa vào cơ sở giáo dục với thời hạn. Biết rồi, đúng rồi, biết rồi. Chính vì nó thế là mình vi phạm pháp luật rồi. Đấy là quyết định hành chính, đó là quyết định chính một, chứ không phải là một tội phạm. Sai đúng rồi, nói sai đúng cái quyết định chúng tôi không nói đến. Được chưa nào? Chúng tôi không nói đến cái chuyện sai đúng pháp luật về quyết định mà chúng tôi đang nói này này. Chị Minh Hằng có quyết định như vậy nhưng không tuyên quyền công dân. Đúng rồi. Và quyết định đó nó cũng không quyết định cấm tham gia. Và quyết định đó anh là công an, anh càng phải hiểu điều đó. Mọi người khác được tiếp xúc. À, hay là anh vào cho chúng tôi xin quyết định đấy mà nói rằng chị Minh Hằng mất quyền công dân đấy thì chúng tôi mất quyền gặp bạn bè đấy, chúng tôi về luôn. Báo cáo xin về ngay bác anh là chị Bùi Minh Hằng đang có quyết định chấp hành thời hạn cơ sở là 25. Trong quá trình chị Bùi Thị Hằng chấp hành quyết định đấy, chỉ có những người mà được. Anh đừng anh nói theo mồm của anh, anh nói anh có quyền. Bây giờ tôi đề nghị anh được giơ quyền gì anh, tôi đề nghị thế này, anh cho quyết định đó và anh ghi anh chuẩn là tiêu chuẩn gì? Ban quản lý trại công dân gặp công dân là tiêu chuẩn cao nhất. Anh ghi là chị Bùi Minh Hằng mất quyền công dân, anh ghi cho tôi một chữ đóng dấu vào đây. Một tiêu chuẩn cao nhất là công dân được phép gặp công dân, không ai được quyền cấm. Anh lấy cái bảo chỉ huy trại đi, chị Bùi Minh Hằng đã bị đưa vào đây theo quyết định này và mất quyền công dân và như thế có nghĩa là chị Bùi Minh Hằng đã mất quyền công dân, ghi tên rõ ràng đây chúng tôi cầm về. Đơn giản thế thôi. Chúng tôi sẽ không đến. Trong trường hợp ấy thì không đến. Chúng tôi sẽ không quấy anh. Cảm anh vợ ơi là quấy. Thực hiện đúng theo pháp luật. Quấy kéo anh quấy anh. Nói đùa. Báo cáo bác cái này. Ghi âm hết rồi đấy. Giải thích. Giải thích mấy các bác rồi. Quấy ạ. Bây giờ này này. Đại diện hàng mấy chục triệu con người quấy chạm nhau đơn giản. Còn đứa nào đó cắt một tí mà mất quyền công dân kéo lên rồi. Thì ghi rằng là không có quyền công dân nữa. Đây là các bác toàn là. Ông trưởng trại ông ký vào bàn đéo có quyền công dân. Bây giờ là tôi nói em rồi mà tôi canh rồi. Nói sủi miệng là tôi phải uống chuyện quấy quấy. Ông nói giờ đưa mà người ở đây nuôi. Chúng tôi đúng là thuộc đại diện. Rồi, không thuộc đối tượng thăm nuôi, chúng tôi không đủ thuộc đối tượng. Chúng tôi không thuộc thuộc thăm nuôi. Công dân trẻ em kìa. Máu mổ, được chưa? Ở đây đây là các bác đều là cán bộ cao cấp và đều là các anh em. Người ta đã ra chừng này tuổi đi từ mấy chục cây số lên đến đây không phải để đi chơi. Người ta có một cái nguyện vọng. Và nguyện vọng ấy là pháp lý. Pháp lý là gì? Đây tất cả là các bộ quyền công dân. Đúng không ạ? Thì đây cái nguyện vọng này thì thôi tình cảm này anh em cùng nhìn cái mặt nhau. Đấy, nguyên vọng của bác là như thế, anh cho chúng tôi nhìn vẫy tay nhau. Thế cái là nhìn thế bằng tôi. Thế tôi chả cần gì nhỉ? Mỗi vẫy tay nhau thôi. Cách xa 30 mét cũng được. Báo cáo ai là không được chụp ảnh cơ nữa. Ở đâu? À, xin lỗi anh cho em biển cấm. À, xin lỗi anh cho em biển cấm. Biển nào cấm? Báo cáo. Xin lỗi anh cho em biển cấm. Biển nào cấm chụp ảnh anh? Chỉ tôi biển. Biển. Đây là con người thật vật. Này. Ra truyền đạt. Không phải có nguyên tắc. Ông đừng nghĩ ông biện ra cái gì cũng được. Chúng tôi nghe. Không, đừng có nghĩ anh là chủ tịch nước. Nghĩ là ông là chủ tịch nước nhá. Ông có quyền quyết định. Anh chỉ là một công dân như chúng tôi thôi. Có gì đâu mà chưa ông nào thay được pháp luật, ông chưa nào ra lệnh miệng để bóng cho phép anh các thay được pháp luật nhá. Cho anh nói câu không nên anh đừng có cái việc mà lại như cấm kể cả tổng thống là cái muốn ra cái gì được cái đấy. Không có chuyện đấy. Pháp luật làm vấn đề này căng lên. Thôi bây giờ cái việc nào một bác nói. Tôi nói nhá. Một cái thứ nhất, một người nói từng người nói. Một cái phải tuân theo pháp luật. Anh bảo là ở đây người thật việc thật tôi cấm chụp ảnh là không được chụp ảnh như thế. Anh có quyền gì? Ôi trời ơi, anh đây là trong thư phụ rất